xe đạp đua Twitter carbon chưa tới 10 triệu, anh em tin được không? Mình không giật tít nha. Đây, Twitter T10 Pro bản tay ngang anh em ạ. Xe này là bên mình đang sale nhá. Ban đầu là giá là hơn 10 củ cơ, nhưng mà hiện tại mình đang sale xuống giá khoảng 9 triệu rưỡi với một cái khung carbon này. Đấy, rất là nhẹ này. Đấy, hàng Twitter mà, màu đen đỏ là ngầu rồi đúng không? Chỉ có điểm trừ cái là cái phần này của nó là tay thẳng thôi anh em ạ, nhưng mà anh em độ lên thì quá là rẻ rồi, không sao cả. Và chén cổ này cũng là chén cổ carbon này, càng carbon này. Đấy, vành retro spec này, ok chưa? Phanh vành luôn nhá. Và bộ chuyển động này sẽ là bộ chuyển động của Shimano Tiagra 10 tốc độ cơ. Đấy, hàng Twitter có bộ chuyển động Shimano hơi bị ít đấy, chưa tới 10 triệu. Có một cái đùi chiều rộng retro spec 50T và lip sau 10 tầng, ok chưa? Bộ chuyển động Shimano Tiagra giúp mọi người vừa chính xác này, vừa tăng tốc dễ dàng hơn. Anh em nghĩ sao con Twitter carbon này? Dành cho những bạn nào có chiều cao khoảng tầm 1m5 thôi như mình là anh em đi rất là ok rồi. Vành lốp đây là 700x25C, rất là trơn anh em ạ. Và cối nổ anh em nghe thử tiếng chiêu chiêu tí nhá. Đấy, đây là mình đang đạp nhẹ thôi nên là gió của nó cũng chỉ hơi sương sương này thôi. Hàng Twitter thì anh em không cần lo về tiếng cối nổ đâu. Ok nhá. Hiện tại có xe đạp này bên mình có chỉ còn thế này thôi. Nên là bạn nào về mua về giá rẻ như thế thì hãy nhắn tin nghe cho mình.